Deep Web, ý chỉ nền tảng mạng lưới Internet nằm dưới nhận thức của nhiều người sử dụng Internet thông thường. Theo nhiều tin đồn rằng, đây là thiên đường được tạo ra bởi những kẻ đi ngược lại với những chuẩn mực của xã hội con người, bao gồm bạo lực, buôn bán chất cấm, thậm chí là nơi của những kẻ sát nhân thỏa mãn thú tính của mình. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ không nói về những cái chủ đề này, mà hôm nay chúng ta sẽ nói về một clip gần 10 năm trước rộn lên một cái phong trào người ta gọi là khai quật lại những cái clip xưa cũ, được cho là các cái clip có yếu tố dị hợm được khai thác từ Deep Web. Và một trong số những cái clip nổi tiếng trong đấy chắc chắn đó chính là I Feel Fantastic, một trong những clip bí ẩn từng nổi tiếng một thời. Xem xong clip này nếu không tìm hiểu thì ngay cả tôi cũng cảm thấy ớn người các bạn ạ. Không chỉ vì nó mang cho mình một cái cảm giác khó chịu đâu, mà ngay cả những cái giả thuyết xung quanh nó đều cũng rất là đáng sợ. Vậy clip này là gì? I Feel Fantastic có gì mà cuốn hút đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu nhá. Và không chần chờ gì nữa, War On! Từ những clip đầu tiên được đăng tải từ năm 2009, nó mở đầu bằng việc một người máy biết cử động cơ bản với những bài hát như kiểu là những cái thập niên 90 vậy. Điều làm nó trở nên kỳ lạ và kỳ dị trong mắt người xem đó chính là lời bài hát tưởng chừng như rất là vô nghĩa, kết hợp thêm với cả cái phần hình ảnh, nó trở thành mọi thứ nó kỳ dị đến lạ thường. Không những thế nhá, đôi khi góc máy quay lại hướng vào những không gian vô cùng đa dạng như là cầu thang này, sân sau này, nền nhà này. Điểm chung của chúng đều là có thể chôn hoặc giấu một cái vật thể gì đấy ở sau. Thế nên là nó khiến cho những người xem dường như là bị động trong cái việc là liệu đây có cái gì ẩn giấu hay không. Theo những gì chúng ta thấy, con robot này được đặt tên là Terra, Terra the Android, hay gọi là robot Terra cũng được. Chưa dừng lại ở đó, dòng mô tả được viết từ những năm 2009 còn viết lại một câu chuyện thần thoại mà theo như tôi sợt được, đó là tóm tắt về truyền thuyết của Pygmalion. Một nhà điêu khắc lỗi lạc khi nhìn thấy phụ nữ buôn bán mọi thứ mà họ có, thậm chí là cả thể xác và danh dự của họ. Gần như là cái phụ nữ cái thời đó đã trở nên phóng túng hơn bao giờ hết, và họ như những con thú chìm đắm trong dục vọng và bị nữ thần tình yêu Venus trừng phạt. Từ đó trở đi, ông trở nên vô cảm với phụ nữ. Vì vậy, bằng tài năng của mình, ông đã tạo ra một người phụ nữ thuần khiết cho riêng mình. Có thể nói, Terra là sản phẩm mà ông tâm đắc nhất. Gò má cô cao, môi đỏ và đôi mắt đen láy như bầu trời đêm. Làn da cô trắng như muôn ngàn vì sao, và thân hình cô là một tuyệt tác trong mắt của Pygmalion. Có vẻ như Terra the Robot được tạo ra theo cái khuôn mẫu như vậy. Và tôi nghĩ với những cái người tạo ra cô ấy chắc chắn sẽ không coi cô ấy là một sản phẩm công nghệ bình thường. Nó là niềm tin và tình cảm của họ. Dù cho trong mắt mọi người, Terra có phần khiến cho người khác lạnh gáy, công nhận. Vài năm sau đó, mặc cho việc clip liên tục bị đánh bản quyền và bị kẻ nào đó cố tình dìm xuống, I Feel Fantastic ngày càng nổi. Kéo theo đó là những giả thuyết cực kỳ ly kỳ không kém. Ví dụ như Terra là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo thế hệ đầu, nơi mà thay vì được lập trình như một robot có sẵn, lời cô hát là cảm xúc tuyệt vời khi bắt đầu cảm nhận được là mình có tồn tại. Nó là mạch đập đầu tiên của điện và dầu luyên, và những cái cảm xúc sơ khai nhất của một trí tuệ nhân tạo. Hay những bài hát đến từ hành trình cô ta từ những dòng cốt đã đến cái việc mà cô ấy đã có ý thức như thế nào. Ngoài ra, với những kẻ hay sợ hãi hơn, họ gắn Terra the Robot với sản phẩm của một kẻ sát nhân đang cố gắng tạo ra những cái bức tranh, những cái tác phẩm để đời bằng việc sát hại những nạn nhân của mình. Dễ hiểu thì Terra được tạo ra để ca ngợi về chính cái chết của họ, được lắp ghép nham nhở vào con robot để thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn của mình. Quần áo Terra được xem là của những nạn nhân khi họ còn sống. Tóc giả cô đeo là đặc điểm mô phỏng nạn nhân khi còn thở. Thậm chí những góc quay bất định như chân nhà, sàn nhà, sân sau là nơi hung thủ chôn cất nạn nhân. Và những gì Terra hát
là những gì tên sát nhân muốn nghe thấy thay vì tiếng gào khóc ai oán. Vậy, sự thật ở đây là gì? Chúng ta hãy đi cùng tìm sự thật. Gần như mà tôi có thể nói là giả thuyết nào cũng có cái lý của nó, nhưng càng nhiều giả thuyết, câu chuyện lại càng nổi tiếng. Vậy, sự thật rốt cuộc là gì? Sau hàng tiếng đồng hồ tìm kiếm và thu thập từ các thông tin trên mạng xã hội, người tạo ra Terra là một kỹ sư tên là John Begeron. Và toàn bộ thông tin cho đến blog về Terra đều có tại những cái trang web mà do John Begeron tạo ra. Các bạn hoàn toàn có thể tự tìm kiếm. Nếu các bạn không sợ virus, không sao. Vậy hãy để tôi thuật lại hành trình tìm kiếm sự thật của mình. Mở trang web đầu tiên ra, chúng ta thấy nó giống như một landing page hơn là một cái trang web được thiết kế một cách tỉ mỉ. Các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được những cái thông tin về việc xây dựng robot này từ những cái bản vẽ cho đến việc mà hoàn thiện. Ở cuối trang web, chúng ta có đầy đủ xác nhận của người tạo ra Terra đã làm thay đổi được tất cả mọi thứ. Ông chỉ đơn giản là một kỹ sư với ước mơ tạo ra một người máy biết hát, và ước mơ lớn nhất của ông đó chính là cái sản phẩm của mình có thể trình diễn và cuốn hút trước khán giả mà thôi. Ông ấp ủ dự án và xây dựng Terra bằng toàn bộ những gì ông có, bao gồm là khoản tiền tiết kiệm, thời gian và nguồn lực của mình. Trong một diễn đàn về công nghệ và robot, John Begeron đã có một tâm thư bên dưới là 15 ca khúc của Terra và nội dung như sau. Chào các bạn, thật vui vì cuối cùng giấc mơ của tôi đã hoàn thành. Tôi đã tạo ra thành công một robot đơn giản nhưng hoàn toàn có thể nâng cấp được sau này. Nó rất hoàn hảo đúng chứ? Vì vậy, nếu muốn xem cấu tạo của nó, hãy gửi mail đến cho tôi. Tôi sẽ cung cấp cho bạn. Tôi có một vài câu hỏi nữa muốn hỏi các bạn. Tôi có thể tìm được một bộ nhận diện giọng nói tốt nhất ở đâu và nó có giá khoảng bao nhiêu? Thứ hai là tôi muốn tìm một nơi có thể làm việc trong ngành thiết kế robot và tìm kiếm một đại lý có thể rao bán robot của tôi. Terra nên nổi tiếng và thành công hơn thế rất là nhiều. Ngoài ra thì tôi luôn luôn hoan nghênh các ý kiến của các bạn đóng góp về sản phẩm này. Ok, nếu bạn quan tâm về Terra, nó có thể có những chức năng rất thú vị đấy nhá. Bao gồm 1. Chức năng trò chuyện rất đặc biệt. Nó có thể tương tác vào biểu cảm đơn giản, có thể dùng trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên thì tôi không khuyến khích rằng sẽ áp dụng Terra vào trong cái lĩnh vực công nghệ mà nó cần độ chính xác quá cao, tại vì cô đơn giản được tạo ra chỉ để áp dụng trong ngành giải trí mà thôi. Vì giới hạn nên Terra không thể thực hiện các yêu cầu quá phức tạp. Nó không được tạo ra để làm việc. Nó rất đẹp đúng không các bạn? Nó được sinh ra để học và nâng cấp như một tác phẩm hoàn mỹ. Tuy nhiên, Terra hiện tại còn khá nhiều hạn chế vì chi phí lắp ráp và các chức năng di chuyển một cách chi tiết như là vận động đều rất là tốn kém. Vì vậy nên Terra đứng thẳng cũng rất tuyệt vời đúng không? Vì thiết kế này còn đang ở phiên bản thử nghiệm, tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn trong tương lai. Cho nên nếu các bạn có đóng góp ý kiến hay có những sản phẩm thú vị tương tự, hãy cùng liên lạc với tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. John Begeron. Thật ra thì khi mà tôi đọc đến cái đoạn này thì tôi khá là xúc động. Vì Terra the Robot có vẻ như là cái dự án mà anh đã dành tâm huyết rất là nhiều. Và ít nhất là ông đã dành cả cuộc đời của mình trong một khoảng thời gian gần một thập kỷ. Liệu trong số chúng ta ai có thể theo đuổi được như John hay chứ? Bức thư được tạo ra từ năm 1997. Vậy có thể suy ra là Terra được tạo ra từ cuối thế kỷ 20. Vì vậy, không khó khi chúng ta có thể nhận ra chất lượng của những clip có vẻ như khá tệ, đơn giản vì công nghệ thời đấy nó không cho phép. Cộng thêm với việc vào cái thời điểm mà cuối thế kỷ 20 mà đầu thế kỷ 21 để tạo ra một robot có khả năng nói và biểu cảm, nó thật sự là cả một vấn đề đấy các bạn ạ. Bao gồm cả những cái chi tiết bộ phận như là bộ phận phát âm thanh này, nguồn điện và bộ cơ học là cả một bài toán. Đấy là chưa nói đến vấn đề là về cốt nhá. Việc Terra có thể phát âm và di chuyển khuôn mặt được một chút, nó còn thể hiện được cả cái trình độ của người tạo ra nó cần phải biết về lập trình nhất định. Vì vậy nếu mà so với những cái sản phẩm được tạo ra từ năm 1997
The Terra có vẻ như là xịn sò hơn chúng ta nghĩ, và ít ra nó còn có tình người hơn là Jack 97. Anyway, quay trở lại câu chuyện. Kể từ lần cập nhật status lần cuối, gần một thập kỷ, tác giả đã cố tạo ra một công nghệ với hy vọng rằng có thể thay đổi được ngành giải trí. Về lý thì nó là một ước mơ cực kỳ vĩ đại, mà tớ nghĩ là ai cũng nên có một cái ước mơ to như vậy, chúng ta mới có thể tạo ra được những điều vĩ đại. Cơ mà khá là tiếc vì ý tưởng của ông hoàn toàn không hợp thời. Cả về công nghệ và ý tưởng của ông đều quá xa vời so với thời đại ấy. Dĩ nhiên là dự án đã fail, và John chia sẻ ông đã mất $3,600 so với cái thời điểm năm 1997 là gần $1,500 là chúng ta đã sở hữu một con xe hơi khá là ngon rồi nhá. Tại thời điểm đó thì đây là một số tiền khá lớn với một kỹ sư tự do như ông. Đau thương thay thì gần đây nó đã được những cái kẻ vô tâm cắt ghép và đào bới lại với đủ thứ giả thuyết bệnh hoạn về một tên sát nhân có vấn đề về thần kinh. Hơn ai hết, tôi hiểu được cái cảm giác của tác giả. Nghe đâu đó thì hiện tại John đã trở thành giáo viên cơ khí tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam đất Mỹ. Cho đến hiện tại thì khi mà biết cái clip của mình đã trở nên viral hơn, thì ông vẫn chia sẻ thật là ông không hề muốn nhắc lại nữa, vì đây là một sản phẩm nó đã cũ rồi, và ông cũng đã coi nó đây là một cái kỷ niệm đẹp thôi, chứ không phải là một cái bí mật gì đấy nó thực sự mà nghe nó đau to búa lớn gì cả. Và đó là toàn bộ những gì tớ biết về I Feel Fantastic. Clip này của tớ thế nào? Có thật sự hay hay không? Hãy để lại dưới comment như là một lời ủng hộ tớ nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hoàng đế sẽ bảo vệ tất cả chúng ta. Thank you.